Đến giờ rồi à? Đúng vậy, đã đến giờ rồi. Mặt tướng đến đây để mời điện hạ lên được. Đi thì đi, ta không phải là hạng người tham sống sẽ chết. Thả ta ra đi, tụi ta sẽ đi. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra đi. Im đi. Cậu nô tài này, muốn giết thì giết đi. 18 năm sau ta vẫn là một hảo hán. Thả ta ra. Im đi, lần nữa ta tát giờ. Thả ta ra. Dừng tay. Thả nó ra, nếu không ta giết thái tử đó. Hoàng hậu nương nương, lập tức thả người. Dạ. Không được thả. Đây là mẹ ta, mẹ ta không làm hại ta đâu. Bảo giải phạm nhân đến pháp trường. Thái tử, đi đi. Dạ. Không được đi, lập tức thả người. Thời gian sắp đến rồi. Ái phi, nàng không trách trọng chứ? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng ơi. Hoàng công công, có chuyện gì? Hoàng hậu bà. Hoàng hậu sao? Nói đi. Hoàng hậu khống chế tân thái tử, muốn cứu cựu thái tử. Khanh nói sao? Chẳng phải tôi đó. Các người hãy thả nó ra. Thả nó ra có nghe thấy không? Hoàng hậu, tại sao nào phải làm vậy? Hãy mau thả Đan Nhi ra. Mọi người đừng đến gần, nếu không tôi sẽ giết Đan Nhi. Đừng vậy mà hoàng hậu, có gì tôi từng nói, Đan Nhi là con ruột của nàng, tại sao nàng lại làm vậy? Phải đó, hoàng hậu nương nương, mau thả Đan Nhi ra đi. Người im đi, chính các người đã ép buộc ta phải làm vậy. Hoàng thượng, thần thiếp giác xin ngài tha cho Hi Nhi đi. Không được, thiên tử phạm pháp cũng bị tội như dân, tội mà Hi Nhi phạm là tội tày trời, nàng kêu trẫm làm sao có thể tha cho nó. Được, nếu hoàng thượng không tha cho Hi Nhi thì thiếp sẽ giết Đan Nhi. Bé Lân, đừng làm vậy. Bé Lân, bình tĩnh lại con, thả Đan Nhi ra đi con. Nếu hoàng thượng không tha cho Hi Nhi thì con cũng không thả Đan Nhi. Hoàng hậu, nàng đừng khờ quá. Người mà nàng khống chế là con ruột của nàng, vì tôi xuất sinh đó không có nhân tính, nàng thấy xứng đáng sao? Thiếp không cần biết, thiếp chỉ xin hoàng thượng xá tội chết cho Hi Nhi thôi mà. Phụ hoàng, cứ mặc kệ thần nhi. Nếu mẹ ruột của con cũng nhẫn tâm như vậy thì con cũng không coi trọng mạng của mình làm gì nữa. Con im miệng. Tại sao, tại sao anh em lại tàn sát lẫn nhau? Tại sao con phải dồn Hi Nhi vào con đường chết chứ? Hoàng thượng, thật ra ngài thả hay không thả? Mẹ lớn đủ làm vậy mà. Đừng à, đừng bao giờ làm hại đến Đan Nhi. Trẫm hứa với nàng sẽ thả Hi Nhi. Thả nó ra. Hoàng hậu, trẫm thả Hi Nhi rồi, nàng hãy mau thả Đan Nhi ra. Cha là gân đệ ca, mau dẫn Hi Nhi chạy đi. Mẹ lớn à, vậy con mau lên đi. Đi theo ta, đi mau đi. Mọi người đừng đuổi theo, để đến nơi an toàn rồi tôi sẽ thả Đan Nhi ra. Đừng đuổi theo. Mẹ, mẹ xin lỗi con Đan Nhi, vì bất đắc dĩ mẹ mới làm vậy thôi. Con hiểu rồi, dù sao con cũng không phải là con ruột của mẹ. Con muốn nói sao tùy con. Mẹ biết con sẽ không tha thứ cho mẹ, nhưng thật lòng mẹ không có ý làm hại đến con. Mẹ đừng nói nữa. Nhất dao này coi như con trả lại những gì 18 năm nay con nợ mẹ. Bắt đầu từ hôm nay, con và mẹ ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù con đối xử với mẹ thế nào cũng được, mẹ chỉ hy vọng con đừng quên những gì trước đây mẹ đã dạy con. Con trở về đối xử với phụ hoàng cho thật tốt, sau này phải thiện đại bá tánh, phải làm việc hoàng mỹ tốt. Con có hiểu không? Chuyện của con, chuyện của con không cần mẹ lo đâu. Mặc kệ con. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con Đan Nhi.